kéo ra một đứa nhân viên mẹ hàng lắm tiền nhé, không phải chết. Không, mình biết là có, nhưng mà mình biết là có, nhưng đang nói là thật sự nhé, nhưng mà đang nói là chục tỷ, nhưng mà lấy đâu nói thật thì nói. Đấy, đấy, đéo cho một bình ăn như vậy các bạn loạn nó chết. Đúng, ý của em là nó phải có nhiều cái đối với số tiền to lên như vậy mới đâu ra cái bình nào mình biết. Đúng rồi, em chục tỷ để bảo thế mà lấy được đấy. Cái đéo ra này mẹ mà loạn thì em đang nói là cái số tài tiền mặt cơ. Mặt là nhà nó đang tỷ là mấy tỷ thôi, cái bằng cổ nó là gần 4 tỷ thôi. Đó là cái bằng gặp nó chẳng to vậy, mẹ làm số tiền đấy cũng nó còn nhiều vấn đề chứ. Nó được 4 tỷ thì cũng phải có bao nhiêu người như thế nữa. Ừ, chứ nó to quá còn nó nhiều vấn đề. Đúng rồi, đấy thì không phải là 4 tỷ nữa. Chứ nó phải gần 1 tỷ thôi thì em. Rồi sao nào? Không, ý là nó kiếm một tí, nó tiết kiệm, nó quan tiêu, nó tiết kiệm. Đúng rồi, không mất tiêu bao giờ, không mất tiền bao giờ. À, mình nhìn nào á.